Xin chào anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay là tiếp tục là vẫn là quay cho anh chị xem về cái vườn ươm dạng thọ, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho anh chị những câu hỏi trước mà anh chị đã bình luận á. Thì ở đây thì em thấy có câu hỏi của anh là user 8M nè. Anh này anh hỏi là mình ươm cái hạt giống bông dạng thọ xong thì mình bấm ngọn khi mà cây của mình nó được là 7-8 lá, mình ngắt có đúng hay không? Thì ở đây thì nếu như là mình không biết cái ngày mà để mà bấm ngọn thì ở đây thì mọi người sẽ canh nó khoảng đâu là từ 5 cho đến 6 cặp lá là chúng ta sẽ bấm cho cái cây bông dạng thọ của mình là nó sẽ đúng Tết ha. Thông thường là đi một cơ thì nó sẽ rơi vào bữa là 28 tháng 11 âm lịch nha anh user 8M nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của anh Lê Văn Nhiệm nè. Anh này anh hỏi mình là mình trồng ở trên chậu thì mấy ngày thì mình sẽ tưới phân cho nó một lần và sẽ tưới cái phân gì? Thì ở đây thì nếu như là mình trồng nhà thì mình đơn giản thôi, thì 7 ngày là mình sẽ tưới phân định kỳ cho nó ha. Thì thông thường là mình sẽ tưới là cái thằng DAP nha các bạn ha, liều lượng là cực mỏng luôn. Ví dụ như ở đây thì mình tưới là 100c cái phân ngâm á, mình pha với 10 lít nước để mình tưới. Hoặc là nếu như là bạn không chọn DAP thì bạn có thể là chọn đạm cá ha, là một lít đạm cá. Như vậy thì mình sẽ pha cho nó là 100 lít nước để mình tưới cho bông dạng thọ của mình. Rồi tiếp tục là câu hỏi của một bạn tên là Mang Quách 3045 ha. Bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ trồng để bán ông táo thì mình ươm ngày nào và bấm ngọn ngày nào. Thì ở đây thì mình sẽ ươm sớm nha, khoảng đâu là 17 tháng 10 âm lịch là mình sẽ gieo cho nó và canh nó khoảng đâu là 6 gặp lá là mình sẽ bấm ngọn cho nó thì nó sẽ đúng Tết. Thông thường là khoảng đâu là 1 tháng sau nha bạn ha. Một bạn tên là Thanh Hậu 63 nè, bạn này bạn hỏi mình là bạn gieo hạt rất là sớm luôn là ngày 7 tháng 10. Thì bây giờ mình ngắt ngọn ngày nào thì đầu tiên là bạn phải canh nó 6 cặp lá và bạn bấm ha. Và bạn bấm cái lần thứ hai của nó thì nó đâu đó thì nó sẽ rơi vào bữa là 27 tháng 11 âm lịch nha các bạn ha. Tuy rằng hoa của mình nó sẽ nở hơi sớm nhưng mà không sao nha. Một bạn tên là User3M hỏi mình nè, dạng thọ Pháp mình có các cắt ngọn hay không? Thì dạng thọ Pháp thì nó cũng sẽ là tùy vào cái giống nha mọi người ha. Nhưng mà thông thường những giống mà mình chia sẻ như là mã 140 á thì sẽ là đi cây nụ. Có nghĩa là khi mà nó ra được những cái nụ hoa thì mình sẽ bấm bỏ hết. Và tới đầu tháng 12 là tức là 12 tháng 12 á, là mình sẽ không có bấm nữa. Để tự nhiên là hoa của mình là nó sẽ đúng Tết nha bạn ha. Rồi một bạn tên là Tại Em 278 nè. Bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ ban mai bị quéo hai lá mầm là bị gì? Cách xử lý. Thì ở đây nếu mà nó bị quéo hai lá mầm thì bạn kiểm tra lại cái giá thể giúp mình nha. Giá thể nó có bị dư nước hay không, hay là nó còn độ mặn với độ chát, với lại là nó có bị sâu hay không ha. Mình kiểm tra lại về cái phần đó nha. Rồi tới là câu hỏi của anh là Thanh Phúc như nè. Anh này anh hỏi mình là dạng thọ của anh là được hai cái lá nhám rồi, nhưng mà buổi tối thì nó tớp lại, còn bình thường thì nó không sao. Thì ở đây thì mình phải kiểm tra lại cái bộ rễ của nó ha. Nếu như là cái bộ rễ của nó còn yếu thì mọi người là nên kích thích bộ rễ cho nó, ví dụ như là hàng cơm cáp nè, hoặc là hàng rút 2 ha, để cho bộ rễ nó mạnh ha, thì cái tình trạng đó là nó sẽ không có nữa nha bạn ha. Một câu hỏi của bạn là Phạm Văn Thảo nè, 7156, bạn này bạn hỏi mình là cây dạng thọ bạn bị quắn xử lý làm sao. Dạng thọ bị quắn là bạn kiểm tra lại nó có bộ trĩ, nó có tấn công ở trên cái đầu ngọn hay không. Thì nếu như là có thì bạn mua những cái dòng thuốc đặc trị bộ trĩ thì để bạn xịt ha, thì cái tình trạng quắn ngọn của nó thì nó sẽ giảm ha. Và đồng thời thì ở đây thì mình sẽ dưỡng lại thằng Atonit để cho cái ngọn dạng thọ của mình nó được suôn sẻ ha. Một bạn tên là Anh Lê gì nè, bạn hỏi mình là hiện tại là bây giờ là dạng thọ của bạn là 4-5 cặp lá rồi, như vậy mình có ngắt ngọn hay không? Bây giờ thì bạn đợi nó lên khoảng đâu là 6 cặp lá đi ha, rồi bạn hãy bấm ngọn ha. Và cách đó khoảng đâu là từ 10 cho đến 12 ngày rồi bạn hãy bấm tiếp. Nhưng mà chắc chắn là cái dạng thọ của bạn là nó sẽ nở sớm nha. Đồng thời ở đây thì khi mà nó nở hoa rồi thì bạn nên tưới nước nhiều cho nó, để cho nó chậm phát triển lại ha. Câu hỏi của anh Nam Nguyễn hỏi là bạn gieo dạng thọ bữa 22 tháng 10 âm lịch mà nay nó mới nhú hai cái lá thật luôn, cây nó hơi còi thì phải làm sao? Thì ở đây thì bạn nên mua thằng rút 2 hoặc là thằng cơm cát để bạn dưỡng cho cái bộ rễ của nó mọc ra nhiều rễ ha, nó mạnh ha. Và khi mà cái bộ rễ nó mạnh rồi thì cây của mình khi mà mình tưới phân vô thì nó mới hút được, thì cây của mình nó mới phát triển được ha. Thì ở đây thì bạn có thể là bạn tưới đạm cá ha, đạm cá là được nha. Tiếp tục là câu hỏi của anh Thuận Em ha, dạng thọ ra chậu rồi mà bị vàng lá dùng thuốc gì? Thì ở đây thì dưỡng lại thằng Atonit thì nó sẽ xanh nha. Câu hỏi của bạn là Úc Lam gì nè, mình gieo bữa 28 vậy có kịp Tết hay không? Là kịp Tết nha chị ha. Nói chung là 28 là vẫn là kịp Tết, đi bấm ngọn một lần. Rồi thì hôm nay em cũng đã trả lời những câu hỏi của anh chị đã hỏi em vào những cái video trước nha. Em cũng xin được mến chào và chúc anh chị vui nha.